lặn lội bắt xe từ Nghệ An ra Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 Hà Nội từ lúc trời chưa kịp sáng. Dù đi đường rất mệt, nhưng ông Lê Văn Dược vẫn không giấu được niềm phấn khởi, vui mừng vì đến hôm nay, sau cuộc hành trình đằng đẵng 25 năm đi tìm kiếm tung tích và tư liệu về người cô ruột, liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, ông Dược đã có trong tay một bộ hồ sơ hoàn thiện để đề nghị nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lê Thị Bạch Cát, người chiến sĩ kiên trung bất khuất. Tháng 6 năm 2014, nhờ cái Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 mà tôi biết được cái hồ sơ của Cát. Đó, khi nhận được hồ sơ của Cát thì bản thân tôi rất là cảm động. Và coi đó là bảo vật, là linh hồn của cô. Tôi rất cảm động và rất là cảm ơn cái Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Chính vì cái đó cho nên tôi đã bổ sung vào hồ sơ để trình các ngày truy tặng anh hùng liệt sĩ cho cô Lê Thị Bạch Cát. Thật ra mà nói, cô tôi hy sinh, chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không biết gì cả về quá khứ của cô. Nhưng nhờ cái Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, suốt 50 năm trời, hồ sơ của cô vẫn còn lại y nguyên. Nhớ lại những ngày đầu tiên đi tìm tài liệu về liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát từ năm 1993, mọi hy vọng với ông Dược khi ấy đều rất mong manh. Ông chỉ nghe kể lại rằng cô ruột của mình đã xung phong đi bê vào chiến trường miền Nam ác liệt, còn quá trình hoạt động của cô như thế nào thì không ai biết. Mãi sau này, ông mới hay thành phố Hồ Chí Minh đã cho đặt tên một con đường và một trường tiểu học ở quận 1 mang tên Lê Thị Bạch Cát. Cũng từ đó, quá trình tìm kiếm với sự hỗ trợ của quận đoàn 1, thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là giúp đỡ tận tình của các cán bộ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ông Lê Văn Dược mới tiếp xúc được với bộ tài liệu 75 trang, gồm có rất nhiều giấy tờ gốc quan trọng, từ thẻ đảng đến đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu của liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, được lưu giữ nguyên vẹn trong khối tài liệu 72.000 hồ sơ DB đang được lưu giữ tại trung tâm. Lúc này, mọi thứ về nữ chiến sĩ biệt động Thành, anh dũng, quả cảm Lê Thị Bạch Cát mới thực sự được rõ tường. Tôi đánh giá rất cao về cái tầm quan trọng của cái công tác lưu trữ hồ sơ. Đúng là một cái lợi ích rất lớn, đặc biệt là những người liệt sĩ như cô Lê Thị Bạch Cát. Bây giờ nói thật ra mà nói, người hy sinh rồi, nhưng mà không để làm một cái gì cả. Như bậc con cháu tôi là con cháu, tôi không biết cô ruột của mình, máu mủ của mình làm cái gì, trước đó làm cái gì. Đấy, thì rất là thủ thân chị ạ. Cho nên ở đấy á, tôi rất đề cao trong vấn đề là lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Tôi cầm tài liệu mà tôi rưng nước mắt, cô đã hiện hữu trước mặt tôi. Nói về liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, đó là người con gái xứ Nghệ đã hy sinh cả đời mình cho Tổ quốc trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968. Trong một trận đánh quyết tử, chị đã chỉ huy đồng đội chiến đấu cầm cự với địch nhiều giờ cho tới lúc bị thương nặng và anh dũng hy sinh, bị giặc mang thi thể đi mất. Sự hy sinh ấy mãi được Tổ quốc ghi công. Và hôm nay, cùng với những tài liệu quý còn được lưu giữ về liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, tin rằng nguyện vọng của gia đình, họ tộc, quê hương và đồng đội mong muốn nhà nước xét truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát sẽ sớm thành hiện thực để ghi nhận đúng thành tích cống hiến, hy sinh anh dũng và kiên cường của người chiến sĩ ấy.